hello xin chào anh em chào mừng anh em đã quay trở lại video theo của mình cả trước làm nhẹ nhẹ ba củ anh em ạ tiếp tục chiến nhá như trước mình mới chơi con vb 7 này thì mình cũng đầu tư vốn 10 cổ củ thôi thì giờ lại bắt đầu rút ra hết rồi mình chơi cũng khá lâu rồi chung là cũng nhờ con này cũng về bờ được môn bộ môn tài xỉu anh em ạ giờ là cứ cơm gạo thôi anh em ba củ khá trước mình chưa rút nhá Đó, trước khi chơi là giới thiệu qua cho anh em tại vì rất là nhiều anh em nhắn tin đến hỏi bên này có sảnh này sảnh kia không đây à, giới thiệu qua cho anh em nhé sảnh sapa uh, sport này bóng đá này live casino bóng abe bacarat này sổ số, số này đầy đủ các sảnh để anh em chiến đấu kiếm lãi anh em nhé đây về phần uh, quay hũ này rất là nhiều luôn anh em thích chơi cái bộ môn nào cũng có về uh, phần điện tử đây có tài xỉu này tài xỉu bốn đến năm này nó cũng có bốn cổng tài xỉu như bao rim khác thôi nhưng còn tám west đấy thấy giao diện bên này rất là ok nhá. Bên giao diện bên này nhìn thấy rất là đẹp. Baccarat này, Sóc đĩa bầu cua này, phi gầm thú này. Rất là nhiều trò để anh em chiến đấu. Và mình thì uh, chiến là bộ môn tài xỉu. Đấy, mình hay chơi cái sảnh uh, sảnh cái này với lại cái sảnh uh, mini này. Mình bên nào cũng chiến chiến được nhưng mà thôi cứ chiến là sảnh mini này, thời gian nó dài, đấy vừa chơi vừa tâm sự với anh em, chia sẻ với anh em uh, cách kiếm lãi và những cái nào mà cần tránh ở trên bộ môn này nhá anh em muốn kiếm lãi ở bộ môn này một anh em phải tìm hiểu con game nào rút uy tín chưa anh em không tìm hiểu con game mà không nào rút uy tín ấy chơi được không rút ra là toang anh em ạ ok bắt đừng cầu đang trôi đừng cãi trôi này còn cầu kéo là kinh nghiệm của anh em nhá chứ không phải là anh em cứ áp dụng công thức là 100% trăm là chiến thắng đâu rồi tùy bản lĩnh của anh em thôi cơ anh em uh khi mà đen ấy có nghỉ không ấy hay là cố gỡ trong ca gãy Đấy, làm một viên kẹo anh em ạ làm xong ca là đi nghỉ trưa đẹp anh ạ em cùng mình mở bát nhá ok luôn thành công được giữa tay hai củ à mẹ lên xin ngầu năm tưởng đứt rồi anh ạ quá nét luôn lên quanh lại đến tết ta rồi anh ạ vừa kết thúc cái lễ tết tây xong Nay cũng mùng mười rồi vừa làm bên kẹo anh ạ anh lại nhớ đến hương vị tết tết đến thì lại cứ nhậu nhiệt các kiểu thôi nhưng mình thì giờ là cứ chiến cơm gạo thôi anh em ạ cứ được ca nào rút ca đấy thì bây giờ mình cũng rút ra hết rồi để số vốn 10 củ ở đây kiếm cơm gạo cứ tích lên để tầm hai chục rồi bắt đầu chiến nhá mỗi ca kiếm năm củ thì hôm nay 13 ba củ thì mình cứ kiếm lên tầm lãi được năm củ để mình sẽ té anh em ạ nào bộ bát anh em ơi bóng 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 này thành công chưa anh em rực rỡ luôn anh em hai tay húp thông cầu rất thuận luôn nhá ca trước mình chơi cầu cũng rất là thuận luôn Đấy, rất là đơn giản không hai tay bú nhẹ bốn củ bốn củ trừ phế là tầm bạn được ba củ tám gì đấy rất đơn giản không anh em anh em xem video đừng tiếc mình muốn like và chia sẻ nhá còn anh em nào bên đang chơi bên 8 OS Cầu kèo không bắt được hay nào rút có vấn đề thì anh em muốn đổi qua, qua game VB7 này Thì link đăng ký mình để phía dưới phần bình luận anh em nhé Chơi đâu cũng vậy thôi Quan trọng là cái vấn đề nào rút Đấy, Anh em cảm thấy chơi đen quá không có lãi thì anh em đổi con game khác đi Biết đâu anh em qua bên này là hợp phong thủy đúng không Và ví dụ anh em chơi sóc đĩa nhá Mà thua quá thì anh em thử qua bộ môn tài xỉu đi Đấy, Tài xỉu thua thì anh em lại chuyển qua Baccarat đi Chứ đừng có cố mà gỡ trong uh, uh, một bộ môn nhá trước mình chơi sóc đĩa mà anh em nghiện sóc đĩa luôn thua bên sóc đĩa là quay ra bên này chơi thì cũng ổn một bát đây, anh em ơi nửa bát u dồi ôi sáu ba một anh em ơi tuyệt vời luôn cầu quá nét luôn anh em ạ lãi được à, năm củ rưỡi rồi trừ phế đi chắc giờ lãi được năm củ nhá mười ba đúng rồi lãi được năm củ ba anh em ạ quá tuyệt vời nhá cầu nó rất thuận luôn anh em ạ vào một tay nhẹ nhẹ 3 lít nữa, tay chốt lại đi anh em. 10 16 chân tài này. Đang chạy cầu một anh em ạ. Ok, vào 3 lít, tay chốt lại anh em nhé Vào tay này thì 3 lít chốt lại là té thôi. Những cái nó thì sợ những thằng ăn no như mình thôi, thật với anh em là mình vào bờ mình cũng chỉ có chốt lãi non thôi chứ mình cũng chả có cái là đánh cao siêu gì cả rất nhiều anh em đánh rất là tài luôn giỏi nhưng vẫn thua tại vì người ta tham mà nhưng mình giờ không dám tham đâu anh em ạ mở bát anh em ơi mở bát ui rồi sáu ba này gỡ tay cuối nhá vậy là thôi chốt lãi năm củ anh em ạ tay cuối mình cũng thấy là không ổn lắm nên mình vào có 3 lít thôi Đấy cũng đủ chỉ tiêu lãi rồi từ 13 củ lên 18 củ thì mình kết thúc video tại đây nhá cho em xem video áp dụng đường cầu chơi thành công rực rỡ hẹn em những video tiếp theo nhá chào tạm biệt anh em